Vâng, thưa với các bạn, thì cái video ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ tới các bạn cái bài thuốc để chữa viêm đường tiết niệu cả nam cả nữ. Thì chúng ta biết là cái viêm cái đường tiết niệu nó cũng rất chi là khổ sở phải không ạ? Và thậm chí là muốn đi tiểu mà không không đi được, chỉ là ra đến nhà vệ sinh mà cứ muốn ngồi hoài không muốn đứng lên. Thì đó là một trong những các cái vấn đề mà nó ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cũng như cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của mỗi chúng ta. Vậy thì ở trong cái thảo dược của chúng ta thì có muôn vàn các cái bài thuốc đông y nó mang cái tính hiệu quả rất là cao. Thì trong đông y chúng ta cũng có rất nhiều các cái phương pháp, ngoài cái vấn đề thuốc men là còn rất nhiều các cái phương pháp để điều trị một cái chứng bệnh viêm đường tiết niệu nó hiệu quả. Tại vì hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn một bài thuốc gồm có 5 vị thôi, để rất chi là thông dụng ở trong cái nhân gian. Đó là gồm có 5 vị. Một vị thứ nhất là cổ mực, thứ hai là rau bắp, mã đề, thứ tư nữa là cái rau diếp cá và cái rễ của tanh, đó là về bạch màu căn. Thì trong cái 5 vị đó thì ta đi thực hư như thế nào thì cụ thể là mời các bạn cùng tôi là đi phân tích từng cái dưỡng chất ở trong một cái vị thuốc một. Thứ nhất là cái cây của nhỏ nồi thì nó có tác dụng là chống viêm kháng khuẩn, và nó còn có tác dụng là chống lại cái vi khuẩn E. coli, là một trong những cái tác nhân gây ra 80% cái bệnh viêm đường tiết niệu và viêm niêu đạo bàng quang. Với cái đặc tính chống viêm từ cái cây nhỏ nồi thì nó sẽ giúp hỗ trợ các cái chứng tiểu bút, tiểu gắt, tiểu không tự chủ, thậm chí là tiểu ra máu. Nên cái cây cổ mực là cũng là một cái vị thuốc khá là quen thuộc trong cái chữa cái viêm cái đường tiết niệu. Cho nên là trong cái toa thuốc này là không thể thiếu được cái cây nhỏ nồi các bạn. Đây là cổ mực, cây nhỏ nhồi, là hạt nhân thảo thì cũng là nó nhá. Nhưng còn đặc biệt nếu như chúng ta mà chữa cái bệnh mà đi tiểu ra máu thì chúng ta có thể là sao sao đen lên một chút thì nó hiệu quả tốt hơn. Cái thứ hai là cái tác dụng của cái anh rau bắp, đóng góp ở trong cái vai trò của anh rau bắp ở trong cái toa thuốc như thế nào. À, cũng là một trong những cái vị thuốc quý mà được cái đông y xếp vào cái hàng đầu để hỗ trợ điều trị cái chứng tiểu nóng, tiểu gắt, tiểu bút, tiểu ra máu rất chi là hiệu quả, giúp lợi tiểu trong cái trường hợp mà chữa các cái bệnh về sỏi thận. Và trong cái trường hợp mà nó sưng phù thận, do suy thận hoặc là suy gan, viêm viêm gan cổ trướng, thì nó cũng là một trong những cái vai trò quan trọng để giúp lợi tiểu. Trong những trường hợp chữa sỏi thận hay là nói chung là nó không chỉ giúp lợi tiểu mà còn cái rau bắp mà, thì còn là giúp giảm đau rồi chống viêm rất là hiệu quả. Và nó có tác dụng kháng khuẩn, vì vậy nên là cái rau bắp được chọn để điều trị các chứng viêm nhiễm hay là chứng sỏi thận, sỏi đường tiết niệu, sỏi niệu đạo, sỏi bàng quang, cho nên là nó với lại các cái bệnh phù thủng, nó đóng vai trò không thể thiếu ở trong các cái toa thuốc để chữa ngăn ngừa các cái hỗ trợ các cái bệnh đó. Xong thì tiếp theo đó là cái cây mã đề. Thì cái mã đề thì nói chung là toàn cây, là được sử dụng để làm thuốc, đã được từ xa xưa đông y đã đưa nó vào một trong những các cái nhóm thuốc để hỗ trợ với chống các cái bệnh viêm nhiễm đặc trưng, đấy là viêm thận, viêm bàng quang, viêm niệu đạo, đường tiết niệu, niệu quản. Chính là nhờ nó chứa giàu các cái chất dinh dưỡng như cái hàm lượng iốt của kháng sinh, kháng khuẩn rất là cao, cái hàm lượng tự nhiên ở trong cái cây mã đề.
thì tiếp theo là một cái vị rau diếp cá. Thì cái rau diếp cá thì nó lại mang cái tính mát, thì hạ nhiệt, giảm đau và tiêu viêm, là một trong những cái loại thảo dược mà chống viêm cái đường tiết niệu là rất là hiệu quả. Và cái rau diếp cá được dùng theo hai cách, ngoài cái việc là phối hợp với các loại thảo dược với nhau thì có thể là chúng ta có thể là dùng sống bằng cách là xay sinh tố hoặc là thay rau ăn trong mỗi cái thực đơn bữa ăn hàng ngày để giúp cải thiện các cái tính nóng nhiệt rất chi là hiệu quả. Thì có thể là nếu như không dùng dạng dưới dạng rau á, thì chúng ta có thể là xay sinh tố lên một nạm với rau diếp cá để cho thêm ít cái đường phèn, rồi chúng ta tạo nên một cái cốc sinh tố rất chi là mát mà mang cái tính giải nhiệt rất là cao, đặc biệt là những cái người mà bị tiểu bút, tiểu gắt, tiểu ra máu ấy, thì các bạn cũng thường xuyên, nếu như không kết hợp với các cái vị thuốc kia thì các bạn có thể là xay sinh tố mà các bạn dùng đều đặn như tôi mỗi ngày như vậy, mà đặc biệt là sau khi xay chúng ta pha lên một cái hàm lượng nước của trong một cái trái dừa xiêm với là một nạm cái rau diếp cá để chữa các cái chứng bệnh về tiểu gắt, tiểu bút, tiểu không tự chủ rất là tuyệt vời. Cái công dụng là rễ chanh, thì chúng ta biết là cái rễ chanh hầu như là được nhắc đến nhiều trong các cái việc hỗ trợ điều trị các chứng bệnh về về thận, về bàng quang, về niệu đạo, về bệnh gan hay là các cái bệnh về gút cũng có mặt của nó, đường tiết niệu hay giúp rút ngắn cái thời gian điều trị lại với cái tác dụng lợi niệu tiêu thủng, hạ huyết áp, bởi vì trong cái rễ của chanh có cái tính hàn và vị ngọt, giúp tiêu ứ huyết rất chi là tốt, và lợi ứ thanh phế, mát gan, trị các cái chứng như tôi đã nói trên, tiểu ra máu, tiểu gắt, tiểu bút, rồi tiểu không tự chủ, chưa nóng nhiệt, thì nó là đóng vai trò chính ở trong cái mỗi cái toa thuốc để trị các chứng bệnh đó. Thì bạn có thể là thực hiện theo cái công thức là cái rễ của chanh, rau diếp cá mỗi loại khoảng 16 gram, rau mã đề khoảng 12 gram, rau bắp với lại của nhà nồi mỗi loại khoảng 16 gram, và tất cả bộ đổ 3 chén nước sắc còn lại 1 chén, ra uống trong một lần trên ngày và uống liên tục cho tới khỏi. Thì chúng ta biết là cái tính ưu việt của các cái dòng thảo dược thì nó rất chi là lành tính, mà đi sâu vào trong tận cái vùng bệnh và nó chữa tận gốc bất kỳ một cái bệnh nào. Đây là cái tính ưu việt của cái dòng thảo dược, mà đặc biệt là nó không có mang một cái tác dụng phụ gì. Thì đồng ý là trong thảo dược thì cũng có một số các cái loại thảo dược nó cũng mang cái tính độc tố có hơi cao, thì khi mà chúng ta ứng dụng vào chữa bệnh thì chúng ta phải liệt kê lại các cái dòng mà nó có độc tố, thì chúng ta có cái cách để chúng ta điều chỉnh cái toa thuốc cho nó phù hợp. Vâng, thì một lần nữa xin cảm ơn tất cả mọi người. Nếu như các bạn ứng dụng trong các cái bài thuốc để chữa tất cả các bệnh mà có cái rễ chanh mà cảm thấy hiệu quả, thì cũng mong các bạn cũng đừng quên chia sẻ rộng rãi cho cộng đồng để giúp cho cộng đồng đưa nhau chúng ta có một cái sức khỏe thịnh vượng thành công. Vâng, thì một lần nữa xin cảm ơn, chào tạm biệt, hẹn gặp lại.